Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và trong khung hình chúng ta đó là dự án Grand Center tại 01 Nguyễn Tất Thành nha mọi người. Thì bây giờ buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ đi lăn quanh dưới chân dự án thử xem nếu như mà khi dự án đi vào hoạt động thì dưới dự án này có điều gì thú vị không nha. Đấy, còn hiện tại thì đứng ở đây vẫn nghe được cái âm thanh sắt thép va chạm với nhau ở trong dự án đó mọi người. Dường như là dự án đã hoạt động xây dựng trở lại rồi nha. Thì dự án có 4 cái mặt tiền đó mọi người. Một mặt tiền trên đường Mai Xuân Thượng, một mặt tiền trên đường Nguyễn Lương Bằng, một mặt tiền trên đường Tất Thành và một mặt tiền trên đường Lý Thường Kiệt. Hiện tại chúng ta đang đi trên đường Mai Xuân Thượng nè. Đi đường gió quá trời. À, Tôn Đức Thắng chứ không phải là Nguyễn Lương Bằng. Quá trời gió luôn. Chúng ta qua từ cái cổng này. Đi ở ngoài thì cũng không thấy xe máy. Tuy nhiên thì ở trong này có xe nha mọi người. Đây các bạn, xe đầy luôn. Buổi chiều thì đường này khá sôi động ạ. Nghe thông tin thì nói chung thị trường Quy Nhơn này đang có các cái nhu cầu thịt mua rồi, nên chắc có lẽ nó cũng sẽ sôi động lên một tí. Nên sẽ cập nhật lại một số cái tiến độ cũng như là cái hình ảnh cơ bản để cho mọi người nắm nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau.